Bây giờ chúng ta chuẩn bị sơ chế cho món canh bóng thả. Rau củ thì hiện nay là chúng ta có su hào nè. Món canh bóng thả này là món cần phải khéo, cho nên các bạn tỉa hoa này kia cho nó đẹp chút xíu. Cà rốt thì chúng ta tỉa khoanh, su hào thì chúng ta cắt thành khối vuông, chúng ta cũng tỉa hoa rồi cắt lát mỏng. Độ dày của su hào và cà rốt các bạn cắt khoảng chừng 3 ly nha, tức là hơi dày một chút xíu. Hoa lan thì các bạn sẽ cắt nhọn ở cái đầu nó như thế này, cắt lát mỏng và miếng to theo cái bề ngang của miếng thịt. Miếng thịt cái kích thước của nó là khoảng 5 x 4 cm. Phần thịt gà các bạn để riêng, chúng ta cũng cắt thịt gà ra thành những cái miếng tương đương với lại miếng thịt heo. 2 g đường, 2 g bột ngọt và 10 g hành băm cho vào thịt và bóp đều. Thịt gà cũng bóp đều. Cái nguyên liệu bóng bì này các bạn miền Nam mà chưa bao giờ xài thì các bạn lưu ý là khi chúng ta ngâm xong nó vừa mới nở là bớt ra để ráo, đừng có ngâm lâu ở trong nước nha. Các bạn ngâm lâu nó nhũn luôn. Cái phần bóng này là mình đã làm rất là dở. Và khi nó đã nở như thế này rồi, các bạn sẽ lấy rượu trắng và gừng, các bạn sát hai mặt, sát đều hai mặt lên và để 5 phút, sau đó xả bỏ cái phần gừng nó đi và mình sẽ tiếp tục mình sơ chế. Các bạn sau khi chúng ta đã ngâm bóng bì xong, vắt ráo rồi, các bạn sẽ cắt cái bóng bì ra hình quả trám. Tức là đầu tiên cái miếng bóng bì của mình nếu mà nó cỡ này nè, là cỡ 15 cm, thì các bạn sẽ cắt đôi theo chiều dài là khoảng 7 cm chiều ngang. Và sau đó các bạn cắt theo đường xéo hình quả trám là nó như thế này nha. Cuối cùng cái miếng bóng bì hình quả trám của mình là như thế này. Tiêu là khoảng 1 g, đậu hành khoảng 3 g. Các bạn sẽ nhồi cái phần giò sống này vào trong mấy cái tay nấm hương. Khi mà nhồi cái giò sống này vào nấm hương, các bạn nhớ bắt cho ráo cái nấm hương rồi hãy nhồi vô nha. Cho thịt heo vào xào chín, cho thịt gà vào xào luôn và cho bóng bì vào, nêm nước mắm vào luôn. Nên lấy nước dùng mỗi bạn là lấy 1.5 lít nha. Các bạn sẽ thả cà rốt và su hào vào. Cà rốt các bạn xả thả vào trước, các bạn nấu 3 phút rồi các bạn mới cho su hào vào. Su hào chúng ta tiếp tục nấu khoảng 5 phút nữa thì các bạn sẽ, khoảng 3 phút nữa thì các bạn thả cái nấm hương và giò sống vào. Sẽ nêm thêm gia vị vào trong cái phần canh bóng của mình, 5 g muối, 5 g đường và 3 g bột ngọt. Cho đậu và cho bóng bì vào là chúng ta tắt bếp luôn. Múc ra thì các bạn sẽ cho hành ngò lên trên và rắc thêm tiêu nha. Thì hiện nay về cái vị á, là nhóm 7 là cái vị chuẩn nhất. Tức là nó ngọt vừa, tức là nó ngọt do xương, thịt, các thứ, do thịt mình với là nước dùng, chứ nó không phải là ngọt đường. Nhưng mà cái màu sắc thì nhóm 7 không có đạt, là vì màu sắc cái nhóm 7 bị làm hơi đục. Nhóm 4 thì cái tỷ lệ nước và cái không có đồng đều, bị nhiều cái quá mà ít nước. Các nhóm 1, 2, 3 vị hơi nhạt một chút xíu, tức là cái vị đó có vẻ giống như do thịt nó chưa có ra, cho nên nó chưa có làm cho đầm cái vị của cái nước canh. Nhưng mà nước canh các bạn làm trong. Nhóm 2 các bạn làm thơm được cái mùi nấm hương. Nhóm 3 các bạn làm rau củ vừa chín tới. Nhóm 5 và nhóm 6 là vị khá là vừa ăn, nhưng mà hơi nhạt một chút xíu nữa thì tốt hơn. Tại vì sợ là ăn nhiều thì nhóm 5 và nhóm 6 sẽ bị đọng. Thì trong cái ngày hôm nay thì tôi đánh giá cao nhóm 5 và nhóm 6. Nhóm 5 thì bị cái giò sống nó hơi bở, cho nên nhóm 6 là số 1.